Em chào cả nhà nhé. Em chúc sức khỏe cho các bạn xem video nhé. Thì bây giờ nó là 5 giờ chiều của ngày 14 tháng 6. Hôm nay em đang quay, đây là hiện tại đây là ở vườn lan của cậu em trong xóm em. Đấy, như đã hứa với cả nhà là em quay một hai cái vườn lan ở trong xóm em, và nó có cái kiểu khí hậu khác nhau. Đấy, là em cho cả nhà cùng tham khảo nhé. Thì đây là vườn của cậu em. Thì cậu em này cũng mới chơi. Đấy, cũng mới chơi. Đây là cậu sưu tầm rất là nhiều giống. Đấy, đen rô rồi đủ các loại luôn. Đấy, hàng rừng là có đủ. Đấy, cũng rất là nhiều. Đây, đây tam bảo sắc đây. Đây là cái Vanda đây. Vanda rừng. Đây cũng là tam bảo sắc này. Đai châu à, đen rô, và đen rô cũng rất là nhiều. Kìa, cái giò kìa, giò long tu. Đấy. Đây là cây này, là cây như là cây báo hỷ, ngoài báo hỷ. Còn cây này là cây thập hoa. Ông là cậu ấy sưu tầm nhiều giống lắm. Thì em sẽ nói qua tiểu khí hậu của khu vườn này nhá các bác nhá. Thì khu vườn này ấy, là ở dưới gọi là sân dưới nhà. Đấy, đây là một cái, đây là kiểu một dạng tiểu khí hậu nhá các bác nhá. Thì với cái tiểu khí hậu như của vườn cậu đây ấy, thì trồng những loại đơn thân như này này thì rất là tốt. Đấy, bởi vì là cái khu vực này là cậu có một cái bể cá, là cái lon bộ này, một cái lon bộ bể cá này. Nói chung là độ ẩm ở cái khu vườn này ấy, rất là tốt, độ ẩm rất là tốt, rất là cao, và xung quanh là cũng có cây khế, cái tre nó hết này, nó che hết nắng này, và trên là cậu chỉ che một cái lớp lưới thôi, lớp lưới xanh. Đấy, còn đâu là để lộ thiên hết. À đây, cái này là vẫn hứng được mưa nha các bác nhá. Đây là mưa mông là nước vẫn cứ giỏ vào bình thường. Thì đây em cho cả nhà xem này. Đây là một cái bệnh ngứa tay đây. Đây, ngứa tay đây. À, cả nhà nhìn chưa? Ki nhiều chưa? Thân nào cũng có đầy ki. Đấy. Thân nào cũng lên đầy ki, mà trong đó mầm gốc này, mầm gốc bé tí. Đấy, mầm gốc bé tí. Cây này còn chưa lên cả mầm gốc này. Thì đây là cái bệnh ngứa tay các bác nhá. Đây là cái bệnh ngứa tay. Đây là cứ thích kích thôi. Là kích này là không đúng thời điểm. Bởi vì là kích này là khi mà cái mầm gốc của mình nó chưa lên ấy, nó chưa đạt yêu cầu. Đấy, chưa đủ tiêu chí thì kích kỳ lên này thì nó hút hết dinh dưỡng của cái cây. Nên chính vì vậy là cái mầm gốc này ấy là nó phát triển rất là kém. Cây này đã hình như cây này còn cái mầm gốc còn chưa có rễ này. Chưa ra rễ em ạ. Cây này tiêu chuẩn. Đây, cây này thì cây này đúng tiêu chuẩn đây. Cây này hai mầm gốc to. Đấy, bắt đầu mới làm ki. Thì đây cả nhà nhìn này, ki đạt chưa? Cái này em kích là tháng mấy nhỉ? Sau Tết. Sau Tết à? Cũng phải mất một tháng. Cách sau Tết một tháng thì chậm hơn anh. À, đây là kích là kích sau Tết một tháng này các bác này. Được xem video xong mới làm. À, đây mầm gốc đây, cậu cũng vặt lá đi, vặt cả cái lá này đi em à. Cái lá này nó mới là chính à. Đấy, cái lá này thì nó mới mất nước đây, thì nó kích thích cái này, cho cái này nó già. Đây là cậu ấy vặt lá đi, chuẩn bị sang tháng 7 làm mầm lỡ đây. Kích mầm lỡ, các bác. Đây nhá cả nhà nhá, thì vườn này đấy, độ ẩm thì rất là cao. Đấy, độ ẩm ở đây có nhiệt kế không em? Nhiệt kế treo ở đây à? Đây, treo cửa sổ mà nhiệt kế, nhiệt độ kế là trên 50% nhá. Thì theo em đoán ấy, là cái nhiệt kế ở trong cái khu vực vườn này ấy, nó phải tầm 70%. Đấy, rồi mình treo ở đây mới là đúng này. Treo giữa vườn này này. Đấy, thì mới là đúng.
thì cái độ ẩm ở trong khu vườn này nó khoảng tầm 60-70% độ ẩm. Nên chính vì thế là cái vườn này rất thuận lợi cho cái việc mà mình trồng những cái dòng đơn thân, ví dụ là đa châu, cái này có phải là châu, cái này là da báo đúng không? Đấy, đa châu, da báo, rồi là tam bảo sắc, các kiểu trồng rất là hợp. Đợt trước là cũng có bể cá này phun hóa học cũng chết cá rồi phải chui sang bộ này. Đấy, cậu ấy nói là trước là cái bể cá này đây, các bác này là dùng thuốc bảo vệ thực vật là tưới phòng cho cây lan này này, chết sạch cá. Từ ngày mà em chia sẻ cái phương pháp mà trồng và chăm sóc lan của em ấy là sử dụng bột giặt Omo. Omo là nước rửa chén tưới cho lan. Thì đây các bác nhá, nhìn tất cả trọng gián thể của cậu ở đây. Đấy, trồng như là em trồng. Đấy. Trồng có thời gian chăm sóc đi làm. Đấy, trồng hết là một cách của em hết. Và đây là cái sản phẩm cái đây. À, những sản phẩm cái cậu làm đây. Ngâm nước bia. Cái này cũng là ngâm được hơn tháng rồi nhỉ? Tháng rưỡi rồi. Cái này thành phẩm tưới được rồi. Đây, cái chuối đây. Đấy, thì cái khí hậu này nhá, các bác nhá, là cậu cho ăn mưa thoải mái. Nhưng mà hiện tại là không có thối một cây mầm nào cả, không tối một cây nào cả. Kể cả như là cái dòng trong kia là thập hoa cả. Đây, thập hoa là những cái dòng đấy là cái mầm của nó rất là yếu, cũng rất là nhạy cảm với cả cái độ ẩm cao đấy. Đấy, nhưng mà không thối bất cứ một mầm nào, đúng không? Thì như em cũng nói với cả nhà rồi ấy, là bất cả một cái tiểu khí hậu nào cũng vậy. Đấy, ví dụ như là cái tiểu khí hậu của khu vườn như này, hoặc là cái tiểu khí hậu của cô ở xóm em ở bên kia, kia em quay kia cả nhà, đây vườn của cô kia. Đấy, đấy là vườn của cô ấy. Còn góc kia là vườn nhà em. Đấy. Thì bất kể là tiểu khí hậu như nào cũng vậy, kể vườn của em hay là như vườn của cậu em ở đây, hoặc là vườn của cô ở xóm, thì cái tiêu chí đầu tiên ấy là giá thể mình trồng nó phải sạch sẽ, và thoáng, sạch sẽ. Thì là mình đầu tiên là khi đó là mình đã phòng được cái lấm khuẩn trong giá thể của mình rồi. Em mà mình trồng cây của mình ấy thì nó hạn chế được cái bệnh, ví dụ cái bệnh lấm đen và bệnh thối nhũn ở trên cái cây lan của mình. Và tiếp tục đó là mình kết hợp với cả cái phương pháp như em cũng nói cả nhà đấy, là em sử dụng gói em sử dụng tất cả các sản phẩm gói là em tưới luân phiên, và mỗi lần tưới gói là cách nhau 5 ngày. Thì trong sản phẩm gói em tưới đấy là em kết hợp cùng với cả cái nước rửa chén, thì đồng thời cái công tác là mỗi lần em tưới gói là em đã rửa cái giá thể của lan của em rồi đấy. Nên chính vì vậy ấy, là em phòng cái bệnh thối nhũn đấy và tất cả các bệnh lấm và các bệnh côn trùng đốt ở trên thân lá của cây phi điệp hoặc là những dòng lan khác là em phòng ngay từ lúc đấy rồi, là cứ 5 ngày em phòng một lần, 5 ngày em phòng một lần, chứ không phải là cứ đến mùa này. Đấy, mùa này ví dụ đến mùa thối nhũn mình phải đi phòng, không phải nhá các nhá. Cái này ấy, tất cả là em phòng từ đầu đến cuối hết. Đây. Thì đây cả nhà xem. Đưa trực tiếp luôn. Đây, cả nhà xem, đây là vườn lan của cậu em là làm chuẩn theo công thức của em luôn. Đấy, thì cả nhà nhìn xem, tìm không có một cây nào bị thối đâu nhà. Đây, trâu đây, dễ to, dễ mập. Đây, đây nữa, chậu trâu ở đây, cả nhà nhìn cái dễ nó này. Đấy, to bằng gần bằng ngón tay em ấy, dễ ra nó quấn này. Đấy, chậu này trồng rất là thoáng luôn nhé các bác nhá. Rồi ok, thì em xin kết thúc video đấy nhá, và hẹn gặp cả nhà trong những video tiếp theo nhá.